chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đinh Văn Nơi là pháo tịt hay có ẩn khúc gì từ vụ bắt người ở Quảng Ninh Đinh Văn Lợi đến Quảng Ninh được 2 tháng Khi mới đến, ông Nơi đã ra tay một số vụ án Như cho khởi tố hai bị can về tội tham ô tài sản Trong vụ án xảy ra tại công ty cổ phần Nhật Tiện Đông Triều Đến ngày 30 tháng 10, ông cho bắt tạm giam Với một số cán bộ xã đã có hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ hoặc tham mô tài sản cụ thể là ông Đỗ Văn Quang, đảng ủy viên xã Liên Vị, chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc hợp tác xã Liên Vị về tội lạm dụng quyền trong khi thi hành công vụ quy định tại điều 357 bộ luật hình sự. Đây là hình ảnh Đinh Văn Nơi mới ra Quảng Ninh 9 ngày đã làm án. Tuy nhiên, đấy là những vụ án rất nhỏ. Ông Đinh Văn Nơi cần thể hiện chức năng của ông như ông đã thể hiện ở An Giang. Tuy nhiên, tại Quảng Ninh, ông Đinh Văn Nơi đang vấp phải một bộ máy vốn đã làm việc rất ăn ý với nhau từ thời ông Phạm Minh Chính, trước đây làm bí thư. Ông Linh Văn Nơi được ông Tô Lâm đưa ra Quảng Ninh là có ý dùng lính thiện chiến khai thác những sai phạm lớn ở tỉnh này. Những dự án khủng thời bùng nổ kinh tế của tỉnh Quảng Ninh rất cần ông Linh Văn Nơi điều tra làm rõ. Ông Tô Lâm cần sự thiện chiến của ông Linh Văn Nơi để có thành tích báo cáo ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng còn ông Linh Văn Nơi thì cũng là có cơ hội tiến thần nếu ông làm được việc. Vào ngày 8 tháng 11, cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam hai giám đốc công ty ở Quảng Ninh để làm rõ tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và tội buôn lậu. Phía Bộ Công an cho biết, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở làm việc với Đỗ Hải Phong, 38 tuổi, sống tại Quảng Ninh giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Vân Đồn và Đoàn Mạnh Dương, 38 tuổi, cũng sống tại Quảng Ninh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu, thương mại và dịch vụ Tân Đại Dương để làm rõ tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và buôn lậu. Các quyết định và lệnh được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn. Đây hình ảnh ông Đinh Văn Nơi đã làm gì để Bộ Công an ra tay. Vụ án này không lớn, tuy nhiên bộ công an tại hà nội ra tay chứ không phải sở công an tỉnh quảng ninh thực hiện đây là điều hết sức bất thường nếu nói vụ án này không quan trọng thì tại sao bộ công an lại nhúng tay vào hành động của bộ công an được phân tích cho rằng tô lâm dùng dao mổ bò để chém ruồi và nếu giả sử những vụ án này nhỏ thật thì linh văn nơi để cho bộ công an ra tay để chứng tỏ ông linh văn nơi đang vô dụng tại địa phương mà ông đưa đến tiếp quản Quảng Ninh là nơi săn cướp đầu tư rất lớn. Tập đoàn này đang được ông Phạm Minh Chính dường như ưu tiên làm chính sách về quy hoạch sân bay khắp Việt Nam. Khi ông Phạm Minh Chính là Bí thư Tỉnh ủy, ông đã ưu tiên cho Lê Viết Lam làm dự án sân bay Vân Đồn và rất nhiều dự án khác được đầu tư thời ông Phạm Minh Chính làm Bí thư cần được làm rõ. Đường Đình Văn Nơi về Quảng Ninh là để ông nơi làm việc lớn và khi các bên đều có lợi. Tuy nhiên, qua hơn 2 tháng làm giám đốc công an tỉnh này, ông Đinh Văn Nơi có vẻ như đang là viên pháo xịt, chứ không phải là pháo nhạy. Vẫn còn thời gian để kiểm chứng năng lực của ông Đinh Văn Nơi. Tuy nhiên qua vụ án này cho thấy ông Nơi đã bị mất điểm đầu tiên. Đây là hình ảnh sức chiến đấu của ông Đinh Văn Nơi ở Quảng Ninh đang được soi kỹ. Không biết vụ án bắt hai giám đốc này có phải là vụ án lớn hay không, với việc bộ công an và viện kiểm sát nhân dân tối cao cùng ra tay thì cho thấy có vẻ như vụ án này hứa hẹn là vụ án lớn chứ không phải là vụ án nhỏ như tên tuổi của hai doanh nghiệp này đây là vụ án lớn mà bộ công an phải làm hay vì đinh văn nơi không làm được nên đành phải để bộ công an nhảy vào chúng ta hãy cùng chờ xem liệu ông đinh văn nơi có làm gì được ở đây không kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin miếng bánh lớn phần tổng bánh nhỏ, phần thủ, ông già vẫn đủ sức chiến tất. Chính trường Việt Nam chẳng khác nào đấu trường. Đấu trường này không có trọng tài. Ai tìm viện binh mạnh thì người đó sẽ thắng. Ai không thể tìm viện binh mạnh hay không có người đỡ đầu đủ mạnh thì rất khó có thể chủ vững trên chính trường đầy khốc liệt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ năm 2011, khi ông Nguyễn Phú Trọng tiếp nhận chức Tổng Bí Thư từ ông Nông Đức Mạnh, vị thế tổng bí thư lúc đó đã bị ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lấn át rất nhiều. Đến hội nghị trung ương lần thứ 6 của Trung ương Đảng khóa 11 vào cuối năm 2012, ông Nguyễn Phú Trọng ép tội ông Nguyễn Tấn Dũng nhưng không được và bế mạc hội nghị, ông Nguyễn Phú Trọng phải nghẹn ngào đọc lời bế mạc. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đi Trung Quốc. Cho đến hội nghị trung ương lần thứ 7 diễn ra 6 tháng sau đó, ông Nguyễn Phú Trọng dự tính đưa hai đệ tử ruột của ông khi đó là Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ vào Bộ Chính trị nhưng rồi ông Tổng bị phe ông Ba Dũng gạt ra. Thay vào đó là bà Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Nguyễn Thiện Nhân thuộc phe miền Nam vào Bộ Chính trị. Đấy là những yếu thế rất rõ ràng thời ông Tổng Bí Thư trước khi ông Thủ tướng thời đó. Tuy nhiên, sang năm 2014 thì gió đã đổi chiều. Phe ông Tổng Bí Thư mạnh hơn và cuối cùng nhiệm kỳ ông Nguyễn Phú Trọng ép được ông Nguyễn Tân Dũng phải về vườn còn ông tổng thì tự thưởng cho bản thân ông xuất đặc biệt ở lại chiếc ghế tổng bí thư mặc dù ông đã quá tuổi theo một số nhà phân tích sở dĩ ông tổng bí thư nguyễn vũ trọng lật ngược được thế cờ trong đó ông không có sức mạnh tài chính như ông thủ tướng nguyễn tấn dũng con bài tẩy của ông tổng bí thư là ngoại giao phương bắc từ thời ông tập bình bình lên làm tổng bí thư hai nước đã gần gũi hơn bao giờ hết và cho đến nay ông Nguyễn Phú Trọng đã ba lần sang thăm ông Tập Cận Bình. Đấy là chưa kể một lần ông Trọng sang Bắc Kinh gặp ông Tập Cận Bình khi ông Tập còn là phó cho ông Hồ Cẩm Đào. Đây là hình ảnh Phạm Minh Chính đi Campuchia. Để ý chuyến đi gần đây của ông Nguyễn Phú Trọng và ông Phạm Minh Chính thì thể thấy rất rõ. Ông Trọng đi Bắc Kinh, còn ông Phạm Minh Chính phải đi nông Bình. Theo ngoại giao với Trung Quốc là ngoại giao chiến lược. Ông Nguyễn Phú Trọng đi một lần quyết định cách ứng xử của Đảng Cộng sản Việt Nam trước Trung Quốc trong suốt 5 năm. Và chính ông Tập cũng coi những gì ký kết với ông Nguyễn Phú Trọng là quan trọng nhất, còn những vấn đề khác không quan trọng. Chuyến đi của ông Phạm Minh Chính sang Campuchia không mang ý nghĩa chiến lược, nó chỉ là những chuyến đi ngoại giao thông thường không đáng chú ý. Như vậy thì cho đến nay, sau 10 năm ông Nguyễn Phú Trọng đã quật ngã ông Nguyễn Tấn Dũng bằng những lần đi Trung Quốc ngoại giao chiến lược thì cho đến nay không một thế lực nào có thể quật ngã được ông Nguyễn Phú Trọng. Mặc dù với sức mạnh tiền bạc thì ông Tổng Bí Thư không bằng ông Thủ tướng. Sự kết nối giữa ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tập Kinh Bình được đánh giá là khăng khít hơn giữa ông Nông Đức Mạnh và ông Hồ Cẩm Đào. Và chính vì kiểu ngoại giao quá gần gũi phương Bắc như thế đã đưa ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng lên thành một độc cô cầu bại trên chiến trường Việt Nam. Ông thách thức mọi thế lực. Rất nhiều ý kiến cho rằng về đối nội ông Nguyễn Phú Trọng có nhiều điểm sáng tuy nhiên với đối ngoại ông Trọng đang làm cho Việt Nam ngày một phụ thuộc vào Trung Quốc hơn đây là hình ảnh vật mà ông Nguyễn Phú Trọng đeo vào cổ là bảo chứng cho sức mạnh chính trị một khi đã quyết chiến thắng thua trên chính trường muốn thế lực độc tôn trên chính trường mà trong tay không có nhiều tiền thì có thể nói cách duy nhất để nâng cao sức mạnh chính trị là liên kết với bên ngoài để có sức mạnh cho mình đó là cách tốt nhất để bảo vệ. Ở Việt Nam có một doanh nghiệp cũng làm cách tương tự như Nguyễn Phú Trọng để tìm kiếm sự an toàn cho mình. Tờ Thể báo chấm chúng tôi sẽ phân tích để khán giả có thêm góc nhìn sâu hơn vào bản chất của vấn đề chính trị tại Việt Nam.